Chào mừng các bạn đến sân bóng Spotlight theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá Doanh Nhân Online Serie B1 2015-2016. Vòng đấu thứ tư giữa hai đội bóng Giang Bắc Nguyễn và Kenta. Đội Giang Bắc Nguyễn ra sân trong trang phục áo vàng, quần vàng, tất xanh. Đội Kenta ra sân trong trang phục áo đen, quần đen, tất cam. Mỗi trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Lê Tấn Kiệt, trọng tài thứ hai. Trọng tài thứ hai Trương Văn Hoàng. Yeah.
lên xuống đạn đây nè. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Đi.
Thank you.
Mời cầu thủ Hà Nội thi đấu trận tiếp theo là An Lộc Phát.